Sáng nay, ông Lê Tiến Dũng, Giám đốc Sở Giao thông Vận tải thành phố Cần Thơ làm việc với Ban Quản lý Dự án Đường sắt Bộ Giao thông Vận tải và đại diện công ty tư vấn TD Sau về dự án tuyến đường sắt thành phố Hồ Chí Minh Cần Thơ. Dự án tuyến đường sắt thành phố Hồ Chí Minh Cần Thơ có chiều dài trên 172 km đi qua tỉnh Bình Dương, thành phố Hồ Chí Minh, Long An, Tiền Giang, Vĩnh Long và thành phố Cần Thơ. Điểm đầu tuyến tại ga An Bình, phường An Bình, thành phố Dĩ An, tỉnh Bình Dương và điểm cuối tại ga Cái Răng đặt tại phường Phú Thứ, quận Cái Răng, thành phố Cần Thơ. Trên tuyến có 13 ga và 200 khách. Dự án đường sắt thành phố Hồ Chí Minh Cần Thơ đi qua địa phận quận Cái Răng dự kiến sẽ thu hồi phần đất để phục vụ cho việc xây dựng ga, đường tàu và trạm. Các đại biểu dự họp đề xuất đơn vị tư vấn thiết kế bám sát quy hoạch của thành phố, phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương trong xác định vị trí của các hạng mục có liên quan. Trên cơ sở các ý kiến, Sở Giao thông Vận tải thành phố tiếp thu và sẽ trình Ủy ban nhân dân thành phố.